nhà phải có người đàn bà thì mới có cơm nóng mà ăn. Anh Mộc ạ. Ê, bao giờ con lấy được bố? Cháu bận hết rồi. Không xa đâu ạ, cháu có thể không tắm cả tuần mà vẫn sạch. Bố cháu bảo đàn ông không người tắm thì vẫn cứ là đàn ông. Thì bố cháu cũng không tắm mà. Không ạ. Con là người lớn thật.